Như vậy là ở đây chúng ta đã giải được phương trình bậc nhất rồi nè, buổi 4. Và ở phía trên này thầy sẽ viết lại từ từ. Chỗ này thầy sẽ voi phương trình bậc 1. Ok, sẵn sàng. Rồi, phương trình bậc 1 thầy sẽ đưa cái code của nó xuống. Như vậy là chúng ta có được phương trình bậc 1. Rồi, ok. Rồi, tương tự như vậy, mình sẽ viết phương trình bậc 2. Cái cách viết hàm thì các bạn chưa cần phải hiểu. Chưa cần phải hiểu. Mình chỉ cần tạo ra phương trình bậc 2. Và phía dưới này, các bạn sẽ viết cho thầy một cái hàm phương trình bậc 2 mở đóng ngoặc, mở ngoặc nhọn hết. Và mình viết cái phương trình bậc 2 vào đây. Trong phương trình bậc 2 thì các bạn sẽ khai báo nhập ABC, copy lại. Chúng ta có nghiệm A, có ABC, có nghiệm X1, X2. Rồi khai báo nhập A, nhập B, nhập C. Rồi, xuống hàng. Ở bên cái flowchart này của chúng ta, các bạn chú ý là mình nhập ABC rồi, mình xuống mình kiểm tra A bằng 0. Rồi, y chang, mình cứ làm đúng theo như vậy. Xuống đây, nếu A bằng bằng 0 thì đúng thì làm gì? Đó, nếu A bằng bằng 0, đúng thì làm gì, sai thì làm gì. Vậy chỗ này sai, chỗ này mình cứ ghi chú chỗ này là phương trình bậc 1 trước đi, để nó khỏi có nhầm, nó không có thiếu. Rồi, chỗ này nếu như A bằng 0 thì vô chúng ta sẽ khai báo thêm một cái data nữa, xuất phát thêm cái nhu cầu data. Như vậy chỗ này chúng ta khai báo ở trên này một cái biến là delta bằng 0. Delta bằng 0. Rồi chỗ này vô chúng ta sẽ lấy delta bằng V bình phương. Bạn khai báo ở trên này giúp cho thầy cái thư viện include cái max.h. Và dưới này chúng ta có thể sử dụng cái hàm found. Cái gì? Ha? Mũ bao nhiêu, b bình phương b phẩy 2 trừ 4 nhân a nhân c chấm phẩy. Rồi tiếp tục xuống, chúng ta sẽ kiểm tra nếu delta nhỏ hơn 0, thì nếu delta nhỏ hơn 0 đúng như vậy thì làm gì, L sai thì làm gì. Các bạn cứ ghi trước ra cho thầy một cái, đúng thì làm gì, sai thì làm gì, cứ để đó đi. Rồi, nếu trường hợp delta nhỏ hơn 0 mà đúng, kết luận phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm. Chấm phẩy. Mình xong cái phần delta nhỏ hơn 0. Delta nhỏ hơn 0 mà sai, mình kiểm tra tiếp delta bằng 0. Nếu delta bằng bằng 0, nếu đúng thì làm gì,
sai thì làm gì? Để tí nữa bạn không bị nhầm là eo chỗ nào. Đó, mình cứ eo trước đi. Nếu delta bằng 0 đúng thì mình sẽ in ra phương trình có nghiệm kép. Phương trình có nghiệm kép phần trăm F. Bạn có thể xúc cái x ra. Nếu cần thì chỗ này mình để là x1 bằng trừ b chia 2 nhân a. X1 bằng trừ b chia 2a. Và chỗ này bạn sẽ xúc x1 vô đây. Hoặc là bạn đưa trừ b trên 2a vô đây ngay lập tức cũng được. Ha. Rồi, nếu như không phải delta bằng 0 thì xuống đây là hai nghiệm phân biệt. Thì mình có x1 bằng trừ b cộng căn delta sqrt của delta. Rồi gì nữa? Chia cho 2a, mở ngoặc đóng ngoặc. Chia cho 2 nhân a, chia cho 2a. Và x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Và kết luận phương trình có hai nghiệm. X1 bằng phần trăm F xiệt T. Biết xiệt T là gì không? X2 bằng phần trăm F xiệt T là để cho nó có một cái dấu táp. Nó có một cái khoảng cách cố định táp X1, X2. Nếu trong trường hợp eo này là phương trình bậc nhất thì mình lại, nếu b bằng 0 mà đúng thì kiểm tra c bằng 0. Thì tương tự chỗ này, nếu b bằng 0 đúng thì làm gì, sai thì làm gì? Đó, nếu đúng b bằng 0 mà đúng thì kiểm tra c bằng 0. Nếu c bằng 0, nếu đúng thì làm gì, sai thì làm gì? Nếu c bằng 0 mà đúng thì kết luận phương trình vô số nghiệm. Phương trình vô số nghiệm. Còn nếu sai, phương trình vô nghiệm. Còn nếu mà b không bằng 0 thì phương trình có nghiệm. Nghiệm x bằng chỗ này trừ c trừ trừ gì? Trừ c, trừ trừ c trên b, trừ c trên b. Rồi, hết chưa? Gì nữa? Hết rồi. Đấy, như vậy thì nếu như mà các bạn không có chuẩn bị trước cái eo này là các bạn sẽ bị rối. Căng vậy ta. Nếu không đúng thì ngược lại đó. Hả? À, ok, a khác 0. Tốt. Nếu a khác 0 tính nền ta. Rồi, chạy thử nào. Mình sẽ gọi phương trình bậc 2.
Hên quá, không lỗi. Rồi nhập vô mấy nào? Cho thầy A mấy? 7 0 4 Hả? Rồi cái mấy nữa? Chạy lại có nghiệm coi. Mấy? 740. Sao thích số 0 vậy? Phương trình có hai nghiệm x1 0 x2. Rồi. Còn bao nhiêu nữa nè? Mấy? Lại 0, 0 2 4. Phương trình có nghiệm. À, chỗ này bị gì? Bị gì? Bị gì đây? Phần trăm F. Chạy lại. 0 2 4. Phương trình có nghiệm âm 2. Được chưa? Đúng chuẩn ha. Code xong là 10 phút.